này mang nghĩ thế. Mấy con đợt trước là bay hết rồi luôn. Đâu? À đâu? Mấy con to to cục cục đằng trước, đợt trước ấy. Thì bán rồi, thì cũng mua rồi bán. Đấy, con này đẹp này mà chứ chính là không ai để ý về điện nổi nó tí hay. Nhỉ? Trong cái gì? Hiền Huynh lại đọc số đi, anh em gọi luôn. 0982 0982 705 705 096 096. Anh em là có nhu cầu hãy liên hệ. Xuân trước hãy liên hệ và liên hệ. Đang có những cây rất hay ở đây. Thì lại cứ sơ bộ báo giá lượt đi nhỉ. Còn anh em nào thiện chí thì alo lại còn nó lại mềm hơn tí. Ví dụ cây này thì còn ví dụ cây đấy thì bao nhiêu? Là 3,2 triệu. 3,2 triệu. Đồng xi này thì bao nhiêu? Xi 2 triệu. 2 triệu. Ông này xi lấy 3,5 triệu. Còn đổ này 5 triệu. Rồi, ok. Sung này thì bao nhiêu? 400. Đấy. Quả như hoa luôn. Giá thì các ông nhớ rồi nhá. Thôi giờ thì quay lại rồi, không nhớ đâu. Quay đi, quay lại cho nó. Tôi là số nào rồi? Dạ. Đúng rồi. 089. 089 304 482 82. Vâng. 089 304 482. Vâng, đấy, cây này là trên chậu lâu rồi đấy, bệt. Cứ lưu số này phát là gõ vào phát là tự nó lên à? Vâng, cũng được. Gõ vào đâu? Đây rồi. Bắt cứ lưu số rồi đã. Lưu rồi nha. Dạ. Cứ lưu tên đen ra xong rồi. Để vào để xem gì? Đó. Cây hoa nó rẻ. À, báo giá cây là ông mua luôn. Sao ông nghĩ cây hoa chỉ mấy trăm nghìn thôi? Đấy, ok.
Để em lại sang bên này cái nhá. Vâng, chuẩn. Đấy, đi trước quay thật cây để cái này này. Đúng rồi. Chút nữa, phía 10. Có cái ông thích cái cây lắm. Chả biết ông có gọi không. Rồi, em đi sang bên này đi. Gốc trang này to phết. Vâng. Ô, cây ổi của ai đây? Cây ổi của ai đây? Cây ổi của nhà mình à? Ừ, cây ốp đá rồi đấy. Ồ, quá nhỉ. Bao tiền đấy ạ? Rồi bây giờ nhà mình chật quá. Mình trước mình có vườn, bây giờ mình không có vườn. Đây này thì nó trên chậu lâu năm rồi. Trên chậu lâu năm rồi. Vệ nó kém. Để được bây giờ nhà chật quá. Bao tiền đấy? Cái này thì một phòng chả biết dưới này vệ thế nào nhưng mà chắc là nó chỉ thế thôi. Đây. Được. Khai thác đấy. Được đấy. Đây này được phết. Xoay tí nhá. Ừ. Cứ xoay. Cái này ấy, chẳng qua không có ghế, không bằng ghế để cho lên trên ghế nhập thử. Vâng. Được. Cái này nó trồng trên chậu lâu rồi. Này mà có quả nữa thì vui. Cái này là ổi ta đúng không? Ta. 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 Đây đây. Ta rất rộng, rất thiên nhiên. Chơi đẹp quá. Đá con này làm tay rồi. Cái răng làng mà anh. Cái răng làng của cái răng làng nó khó lắm chứ mà nó dễ đâu mà. Nhiều người thích nhưng mà ít người mua lắm quá. Không phải ai dám mua đâu. Thôi. Đây à? Nhỏ, nhỏ quá, nhỏ. Cái này... Cái này đâu mình quen lắm. Cái này của chú nhà nó sao nhìn quen đấy nhỉ? Đấy, chú nhà đây này là có mấy cây hay đấy. Móng. Dòng một trong những dòng lá móng. Bố nhận và đang nói chuyện tí nữa để nói chuyện xong để quay tiếp. Tư điển. Ngày chính là được hơi là chìm thôi.
tới là cũng được. Không biết bên kia thế nào. Vệ là vệ vệ à, cũng khó. Gắn gấp cũng được. Này bao tiền chú? Ừ, cây kia. Cây này. Hỏi loạt luôn. Cây kia. Cây kia là 15 triệu. 15 triệu. Nay em vừa hay không ra? Không. Nhà nhà có đẹp mà chả thấy về. Cháu á? Cứ binh binh nhà. Có bảo vợ nó cũng có nó sáng bỏ ấy. Cung chả lấy đi chợ gì nhỉ? Ờ, chả một con nước. Cái này được quên chứ. Đây à? Nó không bán hàng kìa. Có ba cây này. Điền đấy. Để sang bên này. Tốt hơn.